Trưởng lão Sariputta, Sariputta Thera, Kệ Ngôn, Pháp Cú câu 410, Asa Yasana Vijanti Asmin Loke Paramhicha Nirasayan Visangyutang Tamahang Rumi Ramanang. Người không có hỷ cầu, đời này và đời sau, không hỷ cầu giải thoát, ta gọi bà La Môn. Kệ ngôn này được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana đề cập đến trưởng lão Sariputta. Tương truyền rằng trưởng lão Sariputta cùng với 500 vị tỳ khưu tùy tùng đi đến ngôi tịnh xá để an cư mùa mưa. Những cận sự trông thấy trưởng lão đến chuẩn bị nhiều y. Khi mãn mùa an cư chưa đến ngày lễ dân y thì Ngài đã nhận lời yêu cầu và Ngài trở về để yết kiến Đức Thế Tôn. Ngài dặn bảo chư tỳ khưu rằng khi các thiền gia dân y, hãy để cho các tỳ khưu cùng sa di trẻ, các vị hãy nhận và phân phát đi, khi xong việc rồi thì báo tin cho ta được biết. Sau khi dặn bảo như thế rồi, trưởng lão lên đường du hành về Jetavana để yết kiến Đức Đạo Sư. Chư tỳ khưu bàn luận cùng nhau rằng cho đến hôm nay chắc chắn trưởng lão Sariputta là người còn ái dục. Thật vậy, vì trưởng lão đã dặn chư tỳ khưu rằng khi thiện gia tử nhận y rồi, các vị hãy gửi y cho nhóm đệ tử mình hoặc là cướp đi và nhắn tin cho tôi hay. Đức Đạo Sư ngự đến phán hỏi rằng, này chư tỳ khưu, bây giờ các ngươi đang bàn luận về vấn đề gì? Chư tỳ khưu bạch trình lên Đức Thế Tôn về vấn đề đang bàn luận. Người dạy rằng, này chư tỳ khưu, con Như Lai không còn ái dục, nhưng vị ấy nói như thế vì nghĩ rằng không bị thiệt cho các thiện gia tử về phước báu do sự cúng dường ấy. Đó cũng là lợi lộc phát sanh chân chánh chư tỳ khưu và sa di trẻ. Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng, người không có hỷ cầu, đời này và đời sau, không hỷ cầu giải thoát, ta gọi bà La Môn. Chú giải, Asa là tên của ái dục, Nirasayan tức là không còn tham ái, Visangyutang là ta gọi người đã thoát ly mọi phiền não là bà La Môn. Dứt kệ ngôn, nhiều người đạt thành thánh quả. Dịch giả cẩn đề, trong khi mãn hạ được nhiều y, pháp chủ không chia lại gửi đi cho các chùa xa sư tuổi trẻ còn dư sâu thí đến sa di, tăng trách ngài tham ái vị thiên Phật rằng lậu tận chẳng tình riêng, đời này đời khác đều vô dục, ta gọi bà La Môn trí hiền. Dứt tích trưởng lão Sariputta.